Minh Khoa kính chào quý khán thính giả của bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Ba, 23 tháng 8, 2016. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon sẽ tham dự hội nghị về hòa bình tại Myanmar vào tháng này. Ông Ye Hasta, chánh văn phòng phủ tổng thống Myanmar cho biết chính phủ Myanmar đã mời ông Ban Ki-moon vì ông Ban muốn tham dự hội nghị này. Đại diện Liên minh quốc gia của người Karen, một trong những nhóm phiến quân lớn nhất tại Myanmar, cũng khẳng định tin Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ dự hội nghị và sẽ có bài phát biểu. Tuy nhiên, phiến quân không cho biết ngày cụ thể. Những xung đột sắc tộc phức tạp kéo dài nhiều năm trên biên giới của Myanmar đã cản trở những nỗ lực của chính phủ nhằm phát triển kinh tế. Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đặt việc tạo dựng lại hòa bình như một chính sách quan trọng đối với chính phủ dân sự mới cầm quyền. Theo dự kiến, hội nghị hòa bình kéo dài 5 ngày giữa chính phủ với các nhóm phiến quân diễn ra vào ngày 31 tháng 8 tới này. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines hôm nay lên tiếng nói rằng Tổng thống Dorio Duterte không có ý định rút khỏi Liên Hiệp Quốc khi ông tuyên bố như vậy vào hôm Chủ nhật vừa qua. Phát biểu trong một buổi họp báo vào sáng sớm Chủ nhật để đáp trả lại những cảnh báo của Liên Hiệp Quốc về chiến dịch chấn áp nạn buôn bán và sử dụng thuốc phiện ở Philippines. Ông Duterte nói rằng có thể Philippines sẽ phải rút khỏi Liên Hiệp Quốc vì Liên Hiệp Quốc không tôn trọng Philippines Ông cũng sử dụng những từ ngữ chửi rủa trong bài phát biểu của mình đối với Liên Hiệp Quốc. Trước đó, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Anet Kalama trong một bản báo cáo mới công bố nói rằng những lời hứa mà ông Duterte đưa ra đối với lực lượng an ninh đã giết hại những người tình nghi có buôn bán phước phiện đã vi phạm luật quốc tế. Hồi tháng 6 vừa qua, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cũng đã mạnh mẽ chỉ trích ông Duterte về chiến dịch này. Báo cáo mới được công bố vào hôm qua của cảnh sát Philippines cho thấy đã có khoảng 1.800 người bị giết có liên quan đến ma túy kể từ khi ông Duterte lên nắm chính quyền khoảng gần 2 tháng qua. Cảnh sát Thái Lan hôm qua cho biết đã có ít nhất 20 người được cho là có liên quan đến những vụ nổ bom tấn công ở miền nam Thái Lan hồi đầu tháng này. Ông Yathip Chajinda thuộc Cảnh sát Quốc gia Thái cho biết cảnh sát chưa loại bỏ bất cứ những động cơ nào các vụ tấn công, tin rằng Phần lớn những kẻ tham gia các vụ tấn công đến từ các tỉnh miền Nam nơi có đa số người hồi giáo sinh sống. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Thái Lan xảy ra vào ngày 11, 12 tháng 8 làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cảnh sát và chính phủ không cho rằng những vụ tấn công liên quan đến những phiến quân nước ngoài và cho rằng chúng được thực hiện bởi những phần tử trong nước. Các bộ trưởng ngoại giao của Nhật Bản Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại Tokyo vào thứ Tư tuần này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông báo như vậy vào hôm qua. Thông báo cho biết các bên sẽ thảo luận những hợp tác ba bên và các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu. Vấn đề về Bắc Hàn cũng rất có thể sẽ được đem ra thảo luận. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhiều lần lên án Bắc Hàn về chương trình hạt nhân và phóng thử tên lửa của nước này. Tuy nhiên, cả hai nước đều khó chịu khi cảm thấy Trung Quốc dường như không gây sức ép đủ mạnh lên Bắc Hàn. Trung Quốc là đồng minh lâu năm của Bắc Hàn. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến những tranh chấp trên biển Hoa Đông đang tăng cao trong tháng này, trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có những bất đồng liên quan đến việc Hàn Quốc cho Mỹ dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở trên đất Hàn. Và cuối cùng thưa quý vị, từ hôm qua, thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore đã bắt đầu một tuần nghỉ bệnh sau khi ông bất ngờ ngất xỉu khi phát biểu trong buổi truyền hình trực tiếp. Vào chủ nhật vừa qua, trong thông báo đưa ra ngày hôm qua, văn phòng thủ tướng Singapore cho biết các bác sĩ đã xác định ông Lý Hiển Long không có vấn đề gì bất thường về tim mạch và cũng không bị tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, các bác sĩ đã khuyên ông Lý Hiển Long nên nghỉ ốm và sẽ quay lại làm việc sau một tuần. Văn phòng thủ tướng cho biết ông bị ngất vì huyết áp hạ xuống đột ngột do đứng quá lâu, mệt mỏi và mất nước. Trang mạng xã hội của ông Lý Hiển Long hôm qua có thông báo, trong đó ông viết rằng Ông rất mừng vì không bị sao, nhưng ông sẽ nghỉ bệnh suốt một tuần này theo lời khuyên của bác sĩ. Ông Lý Hiển Long là con trai của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu. Ông cũng bị chẩn đoán ung thư tiến tiền liệt và đã được phẫu thuật hồi năm ngoái. Ông cũng đã từng bị chẩn đoán có ung thư hạch mạch huyết hồi năm 1992. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đà Á Châu Tự Do. Minh Khoa xin kính chào và hẹn gặp lại.